bao giờ bạn tự hỏi ông bà, bố mẹ mình cần một không gian sống như thế nào? Bạn có muốn lựa chọn cho những người mình yêu thương một nơi bình yên, tách khỏi mọi ồn ào, chật chội của phố xá đông đúc? Sẽ thật tuyệt vời nếu tại đó họ được tận hưởng từng phút giây bình yên và ngắm nhìn cuộc sống nhẹ nhàng trôi. Trước đây gia đình tôi sống ở trong trung tâm thành phố, suốt ngày sống chung với cái tiếng động và tiếng còi xe inh ỏi, rồi tiếng giao bán hàng rộn rã. Mà khi còn trẻ thì thấy cái cảnh nó vui nhộn như thế cũng tấp nập, cũng thích. Tuy nhiên đến cái tuổi này rồi thì mình cũng muốn sống ở một cái nơi nó yên tĩnh. Vì vậy cái sự ồn ào ấy nó không phù hợp nữa. Lúc đầu thì con cái cô ấy là mua cho bố mẹ sang Vinhome Ocean Park ấy, thì cái kiểu như là mình mới sang nó chưa quen ấy. Thế ở một thời gian dần dần nó quen mà thấy cái khuôn viên nó rộng rãi mà mát mẻ. Thế nên là có khi là mình phải cảm ơn các con, nó đã đưa bố mẹ lên cái căn hộ sang trọng như thế này. Mà cô chú lại có kiểu thói quen kiểu hay dậy sớm, kiểu đi thể dục, cứ đi từ 6 giờ đến 7 giờ, hơn 7 giờ cô chú mới về. Thấy phong cảnh nó mát mà thấy thích thật. Ban đầu mình cũng không muốn chuyển đâu, ở đây nó cũng quen rồi. Với lại ở mặt đất thì giữ của cho con cho cháu. Nhưng các con nó động viên, nó bảo bây giờ bố mẹ có tuổi rồi ấy, thì sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Thì bố mẹ mà khỏe thì chúng con mới yên tâm công tác. Thế thì tôi mới đồng ý chuyển. Về đến đây rồi thì đúng là thực sự là rất là vui vẻ. Hàng ngày buổi chiều ấy, hôm nào tôi cũng dành ra một tiếng ra là đi bộ này, rồi đánh cờ, rồi chia sẻ với lại mấy ông bạn già. Còn bà ấy thì tập dưỡng sinh với các bà ở trong tòa nhà đấy. Cứ đến cuối tuần ấy thì các con cô nó sang chơi thì cả nhà cùng đi ra biển ấy, xong rồi đi dọc biển để ngắm biển này, xong rồi thấy đẹp mà vui lắm. Tuần nào cũng tổ chức một buổi ông nhê. Trước khi mà tôi chuyển về đây ấy, tôi cũng không nghĩ rằng thủ đô Hà Nội lại có một cái khu vui chơi giải trí mà phù hợp với cái người cao tuổi như vậy. Nhưng đúng là con cháu nó đặt đâu thì mình ngồi đấy. Ở cái khu Vinhome Ocean Park ấy, đúng là cái nơi đáng sống. Cả đời mình vất vả rồi, bây giờ mình cũng phải tận hưởng những cái cuộc sống nó hiện đại, văn minh, với không khí và môi trường trong lành, cây xanh rất là nhiều, khuôn viên mát mẻ. Cứ như là mình đang đi du lịch ở ngoài biển ấy, chứ không phải là ở trung tâm thủ đô đấy. Cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn tuổi xế chiều là món quà viên mãn cho đoạn kết của những năm tháng cuộc đời mà ai cũng mơ ước. Tại Vinhome Ocean Park, cư dân cao tuổi đều có thể tìm thấy trạm dừng hạnh phúc sau những năm tháng ngược xuôi, vất vả. Với những người làm con cháu thì không gì hạnh phúc hơn khi cha mẹ, ông bà được trải nghiệm một cuộc sống nghỉ dưỡng đích thực như vậy.